Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để edit video giống như là edit chữ với cái tính năng mới của Filmora 13. Ok, theo mình thì cái tính năng này nó rất là hay bởi vì có nhiều người thì không edit video theo kiểu âm thanh, tức là kiểu gọi là sound based editing, mà người ta thích kiểu edit video theo kiểu dạng chữ ấy. Giống như là một số bạn mà không có thể nghe được, các bạn khiếm thính ấy, thì các bạn có thể áp dụng cái tính năng này để các bạn có thể edit được video. Nói chung là rất là đơn giản thôi. Còn cái tính năng này nó chỉ có ở trong Filmora 13 thôi nhé. Nếu mà bạn nào mà đang dùng bản cũ ấy, thì các bạn có thể cập nhật lên. Mất phí hay không mất phí thì các bạn có thể tham khảo cái video mình giới thiệu lần trước ấy. Bạn nào muốn mua bản quyền của Filmora để xóa logo ấy, thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình theo thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé, Zalo nhé. Ok, giờ sẽ đi vào phần mềm nhé. Ok, đây là cái Filmora 13 của mình nhé. Thì đầu tiên thì các bạn muốn sử dụng cái tính năng này ấy, thì các bạn nhớ là đưa cái video của các bạn vào trong phần mềm nhé, import nó vào cái phần media này. Còn nếu mà không ấy thì các bạn phải chọn từ cái trang bắt đầu ấy, sau rồi chọn AI Text Based Editor. Thì ok, nói chung là đưa vào phần mềm đi rồi các bạn bắt đầu cũng được. Thứ nhất là các bạn có cái file video mà lên tiếng Anh nhé, chứ còn tiếng Việt thì nó chưa hỗ trợ. Đâm ra là mình thôi đành phải show cho các bạn cái file tiếng Anh. Thứ nhất là bạn có một cái video ở đây. Ở trong cái media này nhé, thì bạn có thể kích chuột phải, bạn chọn vào cái tính năng gọi là AI Text Based Editing, hoặc là tính năng Silent Detection ấy, tính năng tìm khoảng câm ấy. Thì các bạn chọn vào đây, nó sẽ mở cho các bạn một cái cửa sổ. Sau các bạn chọn tiếp vào phần này nhé, Text Based, tức là kiểu edit video theo chữ ấy. Sau các bạn nhấn vào OK. Các bạn nhớ chọn cái ngôn ngữ cho cái video các bạn nói. Ở đây nó chưa có tiếng Việt nhé, hy vọng trong thời gian tới thì nó cập nhật tiếng Việt cho mình. Chưa có nhé. Các bạn đừng chọn vào cái sound bay này nhé. Sound bay editing này thì là cái silent detection ấy, tức là cái tìm khoảng câm ở trong Filmora, cái tính năng cũ ở Filmora 12. Sau đó thì bạn ấn vào OK thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ là edit video giống như là edit chữ. Tuy nhiên là các bạn có một cái cách khác là nếu như bạn kéo cái video này xuống timeline, tức là ở trên timeline rồi ấy, thì các bạn cũng có thể cắt một đoạn ra. Ví dụ là bạn muốn dùng cái đoạn này chẳng hạn, thì bạn cắt cái đoạn này, bạn tức là bạn chỉ dùng edit cái đoạn này thôi cũng được nhé. Ví dụ ở đoạn này thì các bạn sẽ kích chuột phải vào đây. Ví dụ mình kích chuột phải, sau mình chọn là Smart Edit Tool, sau mình chọn tiếp là AI Text Based Editing. Ví dụ như thế, mình chọn cái đoạn này cho nó ngắn thôi chẳng hạn. Sau mình chọn tiếp vào Text Based Editing, nhấn vào OK. Rồi bây giờ bạn sẽ đợi nhé. Tại vì là phần mềm ấy nó sẽ phải, tức là nó phải chuyển ngữ, tức là chuyển cái ngôn ngữ của bạn sang cái phụ đề, tức là nó sẽ phụ đề tự động cho các bạn luôn. Chứ còn không phải là dùng cái công cụ là Speak to Text. Tức là speak to text là từ tiếng sang phụ đề. Thì bây giờ nó sẽ chuyển ngữ tự động cho bạn. Sau đó bạn có thể là edit luôn, edit giống như là edit chữ. Thì cái này nó cũng hơi tiện hơn là so với cái công cụ là speak to text, thì nó chỉ có kiểu convert từ tiếng nói sang chữ thôi. Thế còn cái này thì nó vừa convert từ tiếng nói sang chữ và nó vừa cho phép bạn là chỉnh sửa luôn. Đặc biệt là các bạn làm tiếng Anh thì nó rất là hữu ích ấy. Ok, đây là cái cửa sổ thì mình nói sơ về cái cửa sổ này. Thứ nhất là ở bên này là các bạn review nhé, các bạn có thể play nó như này, ấn nút này để play này. Đấy, ấn nút này play, bạn có thể tiến một frame, có thể giảm một frame. Bạn có thể tắt, tức là kiểu stop ở chỗ này. Tức là nó giống như là Filmora nhé, bạn có thể ấn cái này để view mọi thứ ở trên timeline, tức là nhìn mọi thứ ở trên timeline. Bạn có thể ấn nút này để zoom cái timeline, ấn nút này zoom ra zoom vào ở chỗ này. Ở dưới này thì có một cái check là check T là title, nhất là cái phụ đề. Và cái phần này là phần video của bạn. Ở trên này là cái cửa sổ để các bạn có thể chỉnh sửa cái chữ nhé. Thứ nhất là bạn có thể tìm các cái khoảng câm, tất cả các khoảng câm ở trong video này. Những cái khoảng câm ở trong video nó sẽ có màu xanh như thế này, và bạn có thể chọn cái nút này để xóa tất cả đi nhé. Mình ấn nút này xóa, nó sẽ xóa tất cả khoảng câm ở trong video. Thì bạn có thể ấn Ctrl Z nhé, Ctrl cộng Z để undo, tức là để hoàn tác lại. Ở đây nó có một cái nút này nữa là cái gọi là cái cửa sổ suộc xuống. Thì ở đây nó sẽ có hai nút là delete và delete all, tức là xóa và xóa tất cả. Ở đây bạn có thể tìm nhé. Ví dụ mình sẽ tìm là opinion chẳng hạn, mình tìm một cái chữ opinion này chẳng hạn, tức là chữ ý kiến ấy, thì nó sẽ bôi đen cái phần ý kiến này, bôi phần ý kiến, và ở đây nó cũng bôi ở chỗ này trên video của mình. Nếu mà mình thích thì mình có thể nhấn phím delete, tức là nó sẽ xóa cái chữ đấy đi. Ok, nhấn Ctrl Z để lại nhé. Đấy là cái phần tìm kiếm, các bạn không thích thì thôi, các bạn ấn vào đây quay trở lại phần bình thường. Thì đối với cái này ấy, nếu mà bạn muốn xóa cái gì đi ấy, thì các bạn chỉ chọn ở trên này thôi nhé. Bạn nhấn vào giữ chuột để bạn quét chọn nhé. Ví dụ ok, so in my in opinion they want to edit as they supposed. Ví dụ mình muốn xóa cái đoạn cuối thì chẳng hạn video này, thì mình sẽ chọn bôi chọn tất cả nhé. Sau mình nhấn phím delete, tức là phím xóa. Như vậy là mình sẽ chỉ còn một cái đoạn ngắn thôi, đoạn này thôi, ở trong video thôi. Cái đoạn này, đoạn câm này nhé, nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể xóa, chọn cái đoạn câm này mình xóa đi nhé.
À đây, delete all silent clip đây, nó sẽ xóa cái đoạn câm này đi. Đây là cái video của mình nhé. Okay, so in my opinion, I think this is a good feature because some people cannot hear. Rồi, ok, ví dụ như thế, sau khi mình edit xong rồi thì ở đây nó có cái phần phụ đề nhé. Phụ đề này thực ra là bạn có thể trim ngắn ở đây cũng được, bạn trim với phụ đề này thì nó sẽ xóa luôn cái video ở phần này, nhưng mà theo mình thì tốt nhất là các bạn nên làm ở cái phần text này nhé. À, nếu như bạn muốn chỉnh sửa video từ phần bằng text ấy, text editor ấy, thì các bạn nên chọn ở trên này bạn xóa. Trước khi bạn xuất nó ra timeline thì các bạn nhớ là ấn và chọn cái này nhé. Go to subtitle after exporting, tức là đi đến cái cửa sổ mà điều chỉnh phụ đề sau khi xuất bản. Xuất bản này nó chỉ là đưa vào timeline thôi chứ nó không phải là nó xuất bản ra cái sản phẩm cuối cùng cho bạn đâu. Thì bạn ấn vào đây nhé, export to timeline. Ok, sau khi bạn ấn xuất thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ để bạn chỉnh cái phụ đề nhé. Cái phụ đề này thì tất nhiên là mình nói thì nó không phải tiếng Anh chuẩn ấy, đâm ra là nhiều khi chữ nghĩa nó sai ấy. Thì sai ở chỗ nào thì các bạn có thể chỉnh ở đây nhé. Ví dụ I think that is a good feature thì mình đọc thế nào ấy, nó lại ghi thành picture thì mình có thể sửa ở đây. Phần phụ đề này mình có thể format, ví dụ mình có thể tăng cỡ chữ lên, ví dụ đây là mình chọn là 24 chọn 40 nhé. Chọn cho nó một cái preset chẳng hạn. Màu vàng này trông cho nó bắt mắt. Và mình nhấn vào nút này apply to all nhé. Thực ra mình có thể chọn cả animation cho phần phụ đề luôn cũng được, nhưng mà thôi mình cứ ấn nút này apply to all. Thì bây giờ cái phụ đề của mình có thể chỉnh được ở đây. Sau mình nhấn save. Thì sau khi mình nhấn save nó sẽ đưa vào đúng cái vị trí mà mình làm nhé. Ví dụ ở đây là cái đoạn này, sau đến cái đoạn mà video mình có phụ đề. Click vào ok nhé. Ví dụ này. Okay, so in my opinion, I think this is a good feature because some people cannot hear the audio while editing video, so they want. Đấy, đơn giản thế thôi. Đấy là làm cách nào để sử dụng cái công cụ gọi là text-based editor trong phần mềm Filmora 13. Ok. Sau video này nói hơi nhiều tiếng Anh và nếu mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới nhé. Thực ra thì nó tại vì chả biết dịch ra tiếng Việt nó như thế nào. Ok, mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới. Nhấn like và đăng ký kênh của mình. Nếu như bạn muốn nhờ mình mua hộ bản quyền Filmora thì nhớ là xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.